Ngày 26 tháng 10, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Sơn La phối hợp với các đơn vị tài trợ đã tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho gia đình hội viên Lò Văn Công ở bản Khoang, xã Triềng Ngần. Anh Lò Văn Công bị khuyết tật thuộc diện hộ nghèo của bản Khoang, xã Triềng Ngần. Để giúp gia đình anh Công làm lại nhà ở theo tiêu chí 4 cứng, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố đã vận động một số cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ bằng tiền vật liệu xây dựng trị giá trên 54 triệu đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Hưng Trung hỗ trợ 10.000 viên gạch, công ty môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La hỗ trợ 10 tấn xi măng, ngân hàng Việt Tin Banh Sơn La hỗ trợ 10 triệu đồng, công ty điện lực Sơn La hỗ trợ thiết bị và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện. Ngôi nhà tình thương có diện tích 60 m². Đây là sự động viên kịp thời, gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, tăng thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.